Chào mừng các bạn đến với Yudio. Hôm nay là câu chuyện về những mối tình đã chết của tác giả Hoàng Nhật. Cô ấy nhìn em cười trong tấm hình mình chụp chung, rồi hỏi về anh người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi. Anh bỗng nhớ về một thời đã qua, dại khờ và nông nổi. Cô ấy hỏi chúng mình đã từng là gì của nhau. Anh trả lời đã từng là gì đó rất đậm sâu, nhưng chẳng đi đến đâu vì cả hai không thuộc cùng thế giới. Cô ấy nheo mắt nhìn nỗi buồn anh giấu vội, vụng về đến đáng thương. Mỗi khi chứng kiến sự kết thúc của một tình yêu, tôi không bao giờ gọi đó là mối tình tan vỡ, tôi gọi đó là mối tình đã chết. Tan vỡ chỉ là một cách nói trừu tượng đã được con người khai thác tối đa, được đào sâu đến mức mục rỗng từng câu chữ, khiến nó trở nên tầm thường hóa và khi phát ra từ miệng của bất kỳ ai. Nhàm chán trong các câu văn và đều đều trong từng nốt nhạc, tôi không muốn sử dụng một hình ảnh được tái chế quá nhiều lần. Nó làm tôi chẳng khác gì một đầu bếp chỉ biết xào nấu những món ăn theo công thức. Ngược lại, đã chết là một trạng thái rất rõ ràng hơn nhiều. Một mối tình cũng giống như đời người, khi ta còn yêu nhau, còn trao nhau những nụ hôn nồng ấm, từng cái nắm tay thật chặt giữa đêm đông và những cái nhìn trìu mến như thể hai ta sinh ra là dành cho nhau. Lúc đó, ta đang sống, ta đang hít thở bầu không khí trong lành tuyệt đối của tình yêu, được bay trên 9 tầng mây, kết tinh bởi sự nhớ thương và hạnh phúc. Nhưng khi người ta không còn yêu nhau nữa, hoặc ta không còn yêu người đó nữa, đôi khi cả hai hết yêu cùng lúc. Khi đó, tình yêu đã chết. Giống như sự sống mỏng manh của vạn vật, cái chết là khởi đầu của mọi sự kết thúc, tất tần tật. Những đụng chạm, những lời yêu thương, những hứa hẹn, tất thảy đều đã chết. Gục xuống sàn nhà lạnh băng, sự kết thúc của vũ trụ, hoàn toàn không có chút hy vọng được phục sinh. Tất cả những mối tình của tôi đều đã chết. Chúng từng được sinh ra, sống khỏe mạnh và chạy nhảy xung quanh tôi như những đứa trẻ hiếu động. Nhưng rồi chúng đều chết yểu bằng cách này hay cách khác. Mối tình đầu đến với tôi khi cả hai vừa bước sang tuổi 20. Nàng có mái tóc màu đỏ, không phải màu của mặt trời hay chiếc giày trong truyện cổ tích. Đó là màu của nắng. Nắng chiều trong bức hình phố cổ được trưng bày tại một buổi triển lãm nhiếp ảnh. Màu đỏ không phải làm tai chói mắt mà tạo nên sự ấm áp trong một buổi chiều hè buồn bã. Nàng sở hữu một nét đẹp không muốn phô trương nhưng vẫn kiêu kỳ giữa triệu triệu người phụ nữ. Nàng quyến rũ như cô gái trong bài hát You Are Beautiful của James Blunt, khiến tất cả các chàng trai tình cờ nhìn thấy đều muốn chạy theo để cầu xin nàng hãy cho kẻ đáng thương này một cơ hội, dù chỉ là mong manh như chiếc lá sắp rụng khỏi cây khi gió mùa thu ào ạt đổ về. Nhưng vì ở nàng luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nên họ không dám ngưỡng mặt lên nhìn vào mắt nàng mà chỉ cúi đầu chờ cho nàng đi qua, mong theo nỗi buồn của những kẻ vô vọng. Nàng tuân theo những quy tắc cứng nhắc và thường thụ động trước những quyết định mang tính ngẫu hứng. Tôi hỏi nàng thích đi đâu, nàng nói tôi đi đâu nàng sẽ theo đó, ngay cả khi tôi dọa rằng sẽ đưa nàng đến một nơi tối tăm vắng vẻ, chỉ có hai người. Tôi hỏi nàng thích ăn gì, nàng xem qua cuốn thực đơn, đắn đo suy nghĩ mãi, rồi lại hỏi tôi chọn món gì. Sau đó nàng yêu cầu phục vụ mang ra hai suất. Ngoài những nhược điểm dễ dàng chấp nhận đó, nàng là một tác phẩm nghệ thuật đáng yêu của tạo hóa. Nụ cười của nàng có thể dập tắt mọi cuộc chiến tranh. Ánh mắt nàng hơi được buồn, như chất chứa tất cả một khu vườn tùm suy tư và chi chít những xúc cảm khó nói thành lời. Mỗi khi được thưởng thức đôi môi mềm mại của nàng, nhiều tia sóng điện từ sự ma sát ướt át và ngọt ngào lại chạy dọc khắp cơ thể tôi. Nàng có sự thương cảm sâu sắc với những người nghèo khổ. Lần nào chúng tôi hẹn hò, nàng cũng cho tiền người ăn xin hoặc mua kẹo cao su cho lũ trẻ. Ước mơ của nàng thật cao cả, giúp đỡ cho những người nghèo trên khắp thế giới.
tôi từng phân tích cho nàng rằng những kẻ ăn xin kia chưa chắc đã ốm yếu như vẻ bề ngoài, và lũ nhóc bán kẹo cao su có cả một tổ chức bóc lột trẻ em đứng đằng sau. Thế giới ngoài kia quá lớn, trong khi nàng chỉ là một cá thể bé nhỏ, từng tự khiến mình phải có trách nhiệm với nỗi bất hạnh của người khác. Nhưng dường như thực hiện những sứ mệnh cao cả và gánh vác trách nhiệm lớn lao của loài người là mục đích sống của nàng. Đó cũng chính là một trong những lý do mà tôi yêu nàng. Em thương anh vì anh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Em muốn trở thành một phần quan trọng của anh. Đã từng có cô gái nào nói với bạn những câu đó chưa? Tôi khẳng định rằng có rất nhiều người ngoài kia sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được thay thế vị trí của tôi lúc này. Học lực của nàng luôn vượt ngưỡng xuất sắc. Nếu có một khoảng thời gian lơ là khiến cho thành tích bị tụt giảm, nàng sẽ cố gắng gấp đôi, thậm chí là gấp 3, gấp 4 lần để trở lại top đầu. Chính vì thế nên nàng rất giỏi trong việc học tập và đối nhân xử thế. Tự chung là những gì có thể áp dụng ngay từ lý thuyết. Tôi thì ngược lại, học hành bết bát nhưng thừa kinh nghiệm sống và tính toán từng chút một. Mọi người yêu quý nàng và ghét bỏ tôi. Tuy rằng có sự khác biệt và quan niệm sống, nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau. Dù nhiều người nói tôi không xứng đáng, nàng trút hết 100% sức lực tình cảm đã để dành suốt 20 năm qua cho người đàn ông đầu tiên của đời mình. Bố mẹ nàng không có thiện cảm với tôi. Họ nghĩ rằng bạn trai của con gái họ phải thật xứng đáng, thật thành đạt, hoặc không cũng phải nổi bật trong một lĩnh vực khoa học nghệ thuật nào đó, chứ không phải một thằng sinh viên hạng xoàn có bố mẹ ly dị. Họ dặn nàng không được để cảm xúc lấn át lý trí, đừng tin những lời đường mật của tôi, đừng để tôi thò tay xuống cổ áo. Tiếc rằng nàng lại chẳng nghe lời bố mẹ mình chút nào. Không, chính xác là nàng quên mất lời dặn mỗi khi ở bên tôi. Dù vậy, chúng tôi chưa từng vượt qua giới hạn. Điều đó làm ám ảnh tôi suốt nhiều năm sau, như một sự mâu thuẫn không có cách nào lý giải được. Phần đen tối trong tôi nói rằng, mày nên ân hận cả đời đi, vì mày không chiếm đoạt được lấy cơ thể nàng khi có dịp. Giờ thì, mày vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nữa đâu. Chẳng phải ước mơ của mọi thằng đàn ông là ngủ với thật nhiều phụ nữ trong đời sao? Lẽ ra nàng sẽ mãi mãi không quên được mày, và mỗi khi làm chuyện đó với người khác, hình ảnh đầu tiên nàng nghĩ tới là cơ thể của mày. Nhưng phần tốt đẹp thì lại nói khác. Nó nhắc tôi nên vui mừng vì người đàn ông thực sự của đời nàng sau này sẽ trân trọng nàng, một cô gái còn nguyên vẹn. Bọn mình kết hôn đi anh. Nàng đề cập một vấn đề nghiêm túc mà như thể chợt nhớ ra câu chuyện phim về những con chim đậu trên cột điện. Tôi cứ nghĩ nàng nói đùa, nhưng sau khi nàng nhắc lại đề nghị lần thứ hai cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc nhất mà tôi từng nhìn thấy, thì tôi hiểu rằng đây không phải là một câu nói giỡn chơi của đôi tình nhân đang yêu nhau đến phát điên. Giá như chúng tôi gặp nhau trong một thời điểm khác, ý tôi là tình yêu của chúng tôi rất tuyệt vời. Dù có một số khó khăn, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua được. Chỉ là ước gì khi chúng tôi gặp nhau, cả hai đã lớn tuổi hơn một chút, chín chắn hơn một chút, muốn ổn định hơn một chút. Giá như chúng tôi đừng là mối tình đầu của nhau ở cái tuổi 20. Nàng là người phụ nữ thiên về gia đình, nàng ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của bố mẹ, nàng khao khát có được hạnh phúc như anh trai và chị dâu. Kết hôn, sinh con, có một gia đình hạnh phúc, làm từ thiện, đó là tất cả những gì nàng muốn và cần. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ vừa mới bước chân vào cuộc đời, vẫn còn quá nhiều trải nghiệm đang chờ tôi khám phá, quá nhiều mảnh đất xa lạ đang cần tôi đặt chân đến, và nhiều thú vui tội lỗi vẫn đợi tôi dính vào. Tôi còn quá trẻ để kết hôn, trách nhiệm và nỗi lo toan của người đàn ông có gia đình sẽ giết chết ước mơ tuổi trẻ. Tôi không muốn lập gia đình, ít nhất là trước 30 tuổi. Ngày tình yêu của chúng tôi chết, hai đứa lặng lẽ khóc, cùng chôn sâu những yêu thương một thời say đắm, rồi ra đi mỗi người một hướng. Ngôi mộ tình yêu giờ này đã xanh cỏ lãng quên, nằm lạnh lẽo dưới một bầu trời ám đạm nào đó của số phận. Tôi
Tôi không hiểu vì sao đa số mọi người đều ngán ngẩm khi nhắc đến mối tình thứ hai. Họ hay dùng nó để so sánh với tình đầu như một minh chứng rằng nếu đã đánh mất mối tình đầu tiên thì đừng bao giờ hy vọng điều gì với mối tình kế tiếp. Đó là một quan niệm sai lầm, tôi nghĩ vậy. Làm sao có thể có được hạnh phúc nếu ta không tin vào nó? Sau 3 năm để tan tình đầu, tôi dần nguôi ngoai và bắt đầu mở lại cánh cửa tâm hồn đã bị bụi phủ kín để đón chào những người con gái khác đang lang thang trên phố tìm kiếm chốn bình yên của họ, dù biết rằng không bao giờ có thể yêu cuồng nhiệt và đau đớn cuồng loạn như tình đầu nữa. Tôi vẫn đặt niềm tin vào tình yêu tiếp theo như người leo núi kiên trì vượt qua đỉnh núi dù tay chân rướm máu và đường leo lên ngày càng dốc. Chúng tôi đều 23 tuổi, lại một lần nữa tôi yêu người bằng tuổi, đều là mối tình thứ hai của nhau, ít nhất là tôi nghĩ thế, còn chẳng rõ cô có tính tôi là một mối tình hay không. Chỉ mất có 10 ngày để chúng tôi từ những người xa lạ bỗng chốc dính lấy nhau, như thể sinh ra là đã thế. Mối tình thứ hai hoàn toàn trái ngược với mối tình đầu. Cô không có nét đẹp kiêu sa khó gần, cũng không phải là cô gái mà James Blunt phải ngẩn ngơ trong bài hát anh cất lên bằng giọng mộc mạc của mình. Cô dễ thương như một con mèo, thân thiện và vui tính, khiến người đối diện có cảm giác thân quen như bầu trời đầy sao của tuổi thơ. Tuy vậy, cô vẫn giữ lại chút gì đó bí ẩn bằng nụ cười mỉm đặc trưng, nhưng để tạo khoảng cách an toàn với người khác. Cô không có cái lý tưởng cao cả muốn cứu giúp cả thế giới. Cô yêu cả bản thân và có tâm hồn bay bổng. Cô say sưa kể về những chuyến đi vòng quanh Đông Nam Á trên con tàu SS Titan năm ngoái. 60 ngày lênh đênh trên biển cùng hàng trăm người trẻ tuổi đến từ các quốc gia khác nhau, tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau. Cô miêu tả rất chi tiết, pha lẫn chút tự hào như Gulliver sau khi trở về từ cuộc phiêu lưu đến xứ sở tí hon. Cô muốn đi du học, muốn được khám phá cả thế giới, và nếu có thể, cả vũ trụ luôn. Cô nói rằng sẽ không lập gia đình trước 30 tuổi, cô nghĩ có thể tự mình nuôi sống bản thân và chăm sóc bố mẹ. Có lẽ cô sợ gặp phải một người đàn ông gia trưởng sẽ trói buộc cuộc đời cô với cuộc sống tẻ nhạt mà hàng tỷ phụ nữ khác trên thế giới phải chịu đựng. Chính vì thế cô mới chia tay mối tình đầu, cũng là người bạn thân lâu năm của cô. Cô nấu ăn rất ngon và biết nấu rất nhiều món. Tuy vậy, tôi mới chỉ có dịp thưởng thức một trong số đó là bún mọc. Phải nói rằng đó là bát bún đặc biệt nhất mà tôi từng được ăn. Đây không phải nhận xét của trái tim mà là nhận xét của vị giác. Sau khi chén hết hai bát bún ngon tuyệt vời, chúng tôi ăn món tráng miệng, sữa chua Vinamilk, không phải bằng thìa mà là bằng lưỡi của nhau. Từ sau hôm đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy có vị nấm mọc và sữa chua trong miệng. Còn mũi thì luôn thoang thoảng mùi nước hoa của cô, dù hình bóng của cô đã xa rất xa rồi. Nhưng điều ở cô thu hút tôi nhất không phải là sự khát khao tự do hay tài nấu ăn khéo léo, mà là ở tiếng đàn dương cầm trong lành. Cô không chơi giỏi như những nghệ sĩ thực thụ, nhưng chính sự vụng về đến ngây thơ trong một vài nốt nhạc đó tạo cho cô sự quyến rũ. Hồi đó chúng tôi hay ngồi trong một quán cà phê nhỏ trong chiếc đàn dương cầm. Cô ngồi trước cây đàn và nâng niu từng phím, khi lại dữ dội và tàn nhẫn xuống chúng từng nốt từng nốt. Tôi ngồi bên cạnh và chăm chú nghe cô chơi bản Mary Chalmers, Song from a Secret Garden, bèo dạt mây trôi. Mỗi khi cô kết thúc một bài, tôi lại bật dậy và đặt lên môi cô nụ hôn. Bên ngoài trời mưa đổ, bên trong căn phòng nhỏ chỉ có chúng tôi và cây đàn hòa vào nhau như một giai điệu của đêm hè. Bộ phim đầu tiên và duy nhất chúng tôi đi xem cùng nhau là Inception của Leonardo DiCaprio. Từ đó, cô bắt đầu sử dụng hình ảnh về những giấc mơ để so sánh với chuyện tình của chúng tôi. Cô e ngại sự đam mê quá nhanh chóng với tôi khiến cô thấy khó thích nghi. Cô miêu tả tâm trạng của mình như người đang ở tầng thứ ba của giấc mơ. Nó thật tuyệt vời nhưng cũng làm cô hoang mang. Cô không có totem để biết mình đang mơ hay đang tỉnh trong cuộc tình này. Nếu một ngày nào đó chúng ta phải thoát khỏi cơn mơ, em hy vọng anh sẽ là người đánh thức em dậy. Đó là nội dung tin nhắn cô gửi cho tôi. Nhưng cuối cùng chính cô mới là người đánh thức tôi khỏi giấc mộng ảo tưởng. Tôi không níu kéo cô vì tôi biết cô sắp bay đến những chân trời xa xôi
và tương lai của cô chạy đầy những dự định đẹp đẽ, nhưng trong đó không có chỗ cho tôi. Chúng tôi không gặp nhau để nói lời chia tay mà kết thúc luôn qua Zalo, Messenger. Nhưng các mối tình khi chết đi đều cần được chôn cất bởi hai người, đó là quy luật. Một tuần sau, tôi nằm mơ một giấc mơ rất thật. Trong đó, tôi và cô đứng giữa đống hoang tàn, đổ nát, bê tông và sắt thép nằm ngổn ngang, trong khi trên trời từng đạn quả chốc chốc lại bay thành hình vòng tròn và kêu những tiếng thê lương. Cô nói một điều gì đó, đại khái là: "Em rất tiếc khi ta phải xa nhau, anh hãy sống khỏe mạnh và vui tươi, rồi anh sẽ có được hạnh phúc thật sự." Cả giọng nói và biểu lộ gương mặt của cô đều rất bình thản. Tôi còn chưa kịp mở lời thì cô đã quay lưng bước đi. Tôi rất muốn đuổi theo, muốn gọi cô nhưng không được. Tôi hoàn toàn không có một chút quyền lực nào trong giấc mơ này. Khi tôi tỉnh dậy, màn hình điện thoại đang hiển thị 3 giờ 15 phút sáng. Tôi nằm xuống nhưng không có tài nào ngủ được. Tôi tự hỏi liệu có phải chính cô đã tạo ra giấc mơ vừa rồi để nói lời chia tay tôi một lần cuối. Mối tình thứ hai của tôi giờ đã nằm lại tầng cuối cùng của ý thức, nơi con người không thể chạm đến bằng lý trí được nữa. Có một câu nói trong cuốn tiểu thuyết Cuộc săn cừu hoang của Haruki Murakami mà tôi rất ấn tượng. Ly whisky thứ hai luôn là thứ tôi thích nhất. Từ ly thứ ba trở đi, nó không còn vị gì nữa. Nó chỉ là một thứ gì đó để đổ vào dạ dày mà thôi. Cảm giác của tôi giống như thế. Nhưng tôi uống tình chứ không uống whisky. Mối tình đầu của tôi là cô gái tôi yêu nhất, làm tôi đau khổ nhất, nhưng tôi lại không muốn lấy cô ấy làm vợ. Mối tình thứ hai chưa hẳn là tình yêu, cũng không khiến tôi nuối tiếc khi chia tay, nhưng đó lại là cô gái đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn gắn bó trọn đời. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với mối tình đầu, nên tôi đã bù đắp tất cả tình yêu thương của mình cho mối tình thứ hai. Chỉ đến khi tình yêu chết đi, tôi mới nhận ra những giá trị đích thực của nó. Giống như con người chỉ biết tiếc thương nhau, nhớ đến nhau khi một trong số họ đã chết. Những gì còn lại từ một cuộc tình đã chết là thêm một hình bóng ám ảnh tôi. Những khi tôi cô đơn đọc bước trên con đường đêm khuya, người đầy men rượu và nỗi thất vọng ê chề hiện rõ trên mặt. Những dự định của tuổi trẻ đã tắt ngấm như ngọn nến trong gió. Dù tôi vẫn độc thân và chẳng bị ai quấy rầy, tôi không hy vọng gì nữa. Như vậy sẽ không phải thất vọng. Tôi bắt đầu mối tình thứ ba khi bước sang tuổi 25. Cô kém tôi 5 tuổi, trẻ con, vô tâm và hay đòi hỏi. Cô không mua kẹo cao su của lũ trẻ đường phố, không định cứu rỗi cả thế giới, không biết chơi đàn và nấu ăn chỉ ở mức trung bình. Nhưng bù lại, cô không đòi cưới tôi khi tôi đang nằm đè lên người cô, cũng không có ý định đi du học hay xách ba lô lên làm một chuyến vòng quanh thế giới mà không đặt vé khứ hồi. Cô cũng xinh xắn nhưng là kiểu sắc đẹp công nghiệp, được tạo nên bởi son phấn và mỹ phẩm. Một nét đẹp hoàn toàn không chút ấn tượng, nữ vời và giả tạo như triệu triệu người phụ nữ khác trên thế giới. Khi 20 tuổi, tôi mới biết yêu lần đầu. Cũng ở tuổi đó, cô đã yêu không biết bao nhiêu người trước tôi. Nhưng dù sao, cô cũng chẳng đến nỗi nào. Cô suy nghĩ thực tế và cư xử bình thường như bao sinh viên đang vô tư, chỉ biết học và chơi khác. Chưa hề biết đến cái thế giới khốn nạn này và tàn nhẫn ngoài kia. Tôi tìm thấy con người cũ của mình trong sự hồn nhiên của cô. Có thể sau cô, tôi sẽ còn có những mối tình thứ tư, thứ năm, thứ n. Tôi đã quen với việc tự tay chôn cất những mối tình chết trẻ. Khi đã quen với một việc gì đó, bạn sẽ thấy nó trở nên bình thường, một việc làm thường nhật như đánh răng, rửa mặt mỗi sáng và tập thể dục trước khi đi ngủ. Dần dần, tôi sẽ quên luôn đi khuôn mặt của họ, quên đi vì sao tôi yêu họ. Tôi sẽ chỉ còn nhớ mang máng về con ngõ vào nhà họ, từng cột đèn cao áp, từng cái cây trước cổng nhà họ. Nhớ những đêm mùa hè mát lộng, có nhau trên những con đường Hà Nội rộn ràng tiếng ve kêu và mùa hoa sữa dịu dàng trong gió. Những mối tình đã chết sẽ không bao giờ trở lại, không bao giờ. Rằng mình thật lòng một câu ta cứ thế
Dần dần mình đành rời xa nhau đến khi ta giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế. Dù rằng còn nhiều điều con tim chưa cất tiếng, mình đành vội vàng tay buông tay ta chưa quên những điều ta chót môi nhìn thôi nhé em. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, những đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy, anh biết. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dang. Hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi. Dằm mãi muôn đời.